Chúng tôi là Tấm Phong Promotion. Xin chào. Chào mừng các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Ngày hôm nay Như Ngọc và Trọng Nguyễn sẽ gửi đến các bạn những câu nói hay về tình yêu. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Mỗi người đều có một góc tử mà chính mình không đi ra được, người khác cũng không tiến vào được. Ta đem bí mật sâu thẳm nhất đặt ở chỗ đó. Bạn không hiểu ta, ta không trách bạn. Khi bạn cảm thấy thua kém người khác về mọi thứ, đừng tự ti, hãy nhớ rằng bạn chỉ là một người bình thường. Tôi và bạn vốn không quen biết, định mệnh cũng không gắn bó với nhau. Yêu một người, nhưng kỳ thực là yêu chính mình. Khi bản thân phát hiện mình mong muốn thứ gì đó, nhưng không đạt được, sẽ sinh lòng khao khát. Hận một người, thực ra là hận chính mình. Khi bản thân phát hiện điều mình mong muốn nhưng không đạt được, sẽ cảm thấy giận dữ. Kỳ thực, trên đời không có tình yêu vô cớ, cũng không có án hận vô cớ. Yêu và hận đều là tự đấu tranh và đối thoại với chính mình. Nếu như yêu nhau, hãy dắt tay nhau đến khi bạc đầu. Nếu lỡ mất nhau, hãy chúc nhau hạnh phúc. Nếu bạn yêu tôi, hãy sát gần một chút nữa. Nếu như không yêu, hãy rời xa hơn một chút nữa. Yêu một người không yêu, tựa như chờ đợi một chiếc thuyền ở sân bay. Bạn phải tin rằng, trên thế giới nhất định có người dành cho bạn. Cho dù giờ phút này bạn đang bị ánh sáng dòm quanh, bị tiếng vỗ tay bao phủ, hay lúc đơn độc đi trên đường phố ướt lạnh, nhưng người ấy nhất định sẽ xuyên diệt thế giới này, đi về phía bạn. Người ấy nhất định tìm được bạn, bạn phải đợi. Đừng để tương lai bạn phải chán ghét chính mình. Tôi đang cố gắng để trở thành chính mình, cố gắng cường đại chi bằng sống bình thản hơn một chút. Duyên hợp, duyên tan đều lưu lại điều gì đó tốt đẹp và một chút tiếc nuối. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của bạn thì sẽ không mất, còn như điều gì không là của bạn thì cuối cùng cũng không thuộc về bạn. Mọi sự tùy duyên, điều gì qua đi thì hãy buông bỏ để nó qua đi. Nên bình tĩnh đối diện, quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Như vậy mới sống được tự nhiên, thản đãng. Còn nếu như cố gắng níu giữ thì chỉ khiến bạn sống triền miên trong vô vọng và tâm linh bị đè nặng mà thôi. Ngày người đi hôm ấy, trời vẫn nắng, mây vẫn xanh, duy chỉ lòng ta đổ mưa. Tháng năm về sau như ai kéo mà dài ra thêm. Đã từng có thời gian chúng ta chật vật tìm nhau, người và ta, khó nhọc, đau đớn giữa trăm bề cuộc sống. Bởi lẽ thế nên ta nghĩ rằng không chỉ ta mà cả người đều đã học cách trân trọng tình yêu của mình ngần ấy năm kiếm tìm. Sau khoảng thời gian hạnh phúc, bẵng một cái người quên luôn ta, bỏ lại kỷ niệm mà người bảo suốt đời cất trong tim. Này chỉ dọn dẹn hai chữ xin lỗi. Ta lấy quyền gì ta trách, ta cười, ta bảo ta giữ lại quá khứ ấy cho mình. Người nhìn ta, người cũng cười mà thấy nước mắt chảy hai hàng ngang xuống mắt. Vậy mà người vẫn nhẫn tâm mà đi. Tháng năm về sau như ai kéo mà dài ra thêm, như đợi ai mà cứ đằng đẵng rộng ra. Đi qua năm tháng cũ kỹ ấy, nay là lớp bụi dày lên kỷ niệm của chúng ta. Một ngày ta biết người yêu vui, tự nhiên lòng lại nổi bão. Tự nhiên ta nhớ người, nhớ đến kỳ lạ, nhớ đến tận sâu tâm can. Ngày người đi, ta chỉ biết cười mà chẳng thể nói nổi một tiếng kêu người đừng đi. Chuỗi ngày về sau, người biết ta sống thế nào không? Người biết ta làm gì để quên người mình từng yêu? Rất sâu đậm thế nào không? Những tháng ngày ấy giá như người biết ta nhớ người, ta thèm người nhường nào? Có một tối nhớ người, ta lật lại những tấm hình xưa. Người có ta có, chúng ta hạnh phúc đến nhường nào? Ta bất giác nhìn lại những tin nhắn cũ. Ta thấy mảng hồi ức của mình hiện lên trên màn hình điện thoại. Vui có, buồn có, giận hờn có, nhõng nhẽo có. Vậy mà tự nhiên nước mắt rơi ra. Tự nhiên ta nhớ người, ta nhớ thanh xuân của chúng ta. Nay là mớ xúc cảm gói gọn ta giữ cho riêng mình. Câu nói vừa rồi của Trọng Nguyễn đã kết thúc bài đọc của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp các bạn ở những số tiếp theo. Trân trọng và tạm biệt. Tấm Phong Promotion. Hẹn gặp lại các bạn.